Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Kinh Bình coi chừng phía sau lưng. Những ngày này, hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình xuất hiện khắp các mặt báo, nhưng trong đời thực, ông Tập đã hoàn toàn biến mất khỏi vũ đài thế giới. Tác giả Grice là nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ đã có bài bình luận về giai đoạn cuối quyền lực của ông Tập Kinh Bình chỉ còn 10 tháng nữa, khi mà việc ông tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 là điều không tưởng. Bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy do thân hữu Việt Studio chuyển ngữ. Kiên trì bám trụ ở Bắc Kinh hơn 700 ngày, ông Tập đã không xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Rome và Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow, Scotland. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình phát biểu tại cuộc họp của tổ chức WHO của hôm 18 tháng 5 năm 2020. Sự vắng mặt của ông Tập xảy ra giữa lúc ông và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối diện với những khó khăn trầm trọng ở trong nước, bao gồm tình trạng thiếu năng lượng tràn lan, tỷ lệ thất nghiệp và gia tăng và thị trường bất động sản trên bờ vực sụp đổ. Thời thế rõ ràng đã thay đổi so với trước đại dịch COVID-19, khi ông Tập khoe khoang một cách tự tin về việc đưa ra một trật tự toàn cầu mới lấy Trung Quốc làm trung tâm. Việc ông Tập từ chối ra nước ngoài phản ánh rõ mong muốn nhiệt thành của ông ấy là luôn sẵn sàng khống chế bất kỳ đợt bùng phát mới nào của virus corona và tác động dây chuyền của nó đã làm tê liệt sản xuất công nghiệp của Trung Quốc. Nhưng chỉ riêng đại dịch thì không thể giải thích được việc ông Tập đã từ chối bỏ trống chiếc ghế quyền lực của mình hay tạm thời gác lại những tham vọng quốc tế lớn lao của ông ta. Thay vào đó, những tuyên bố mới nhất của ông Tập là một dấu hiệu thì có một điều đó khác khiến ông thức trắng đêm, đó là nỗi lo sợ ngày càng tăng về phản ứng chống lại sự cai trị của ông ta từ các phe phái bên trong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói một cách rõ ràng, khi nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn và vị thế toàn cầu của nó sụp đổ, ông Tập nhanh chóng nhận ra rằng sau gần một thập niên cầm quyền, đòi hỏi của ông về lòng trung thành tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Trung Quốc tốt nhất cũng chỉ là chuyện viển vông, còn tệ nhất là sự điên cuồng. Và đó là nguyên nhân chính gây ra lo ngại chưa đầy 10 tháng nữa thì Đại hội Đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra. Trong đó, ông Tập dự kiến sẽ đảm nhận nhiệm kỳ thứ 3 trong chức vụ Tổng Bí thư của Đảng. Một điều có thời là không thể tưởng tượng được. Nếu bạn mềm yếu, cuối cùng mọi người sẽ chết. Ông Tập đã cảnh báo vào tháng 11 năm ngoái như vậy. Đây là hình ảnh trong một cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng đến nay, dường như ông Tập đã vượt lên trên sau khi ông Tổng thống Trump thất cử và đại dịch COVID-19 đã bao trùm cả thế giới. Những lời cảnh báo mơ hồ như vậy hầu như không thể hiện sự nắm chắc quyền lực một cách tự tin của một nhà lãnh đạo, nhưng chúng vẫn nổi bật trong các bài diễn văn quan trọng của ông Tập tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6, một cuộc tập hợp quan trọng của giới tinh hoa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng có lẽ nhận được sự mất đoàn kết trong hàng ngũ, ông Tập đã thẳng thừng cảnh báo rằng các bè phái, băng đảng và nhóm lợi ích trong đảng sẽ cương quyết bị điều tra và trừng phạt. Về mặt này, ông Tập đã hứa không khoan nhượng các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc nào đặt mình lên trước sự đoàn kết của đảng. Lời cảnh báo vào tháng 11 của ông Tập vẫn được giữ kín cho đến ngày đầu năm mới năm 2022, khi các đoạn trích từ chính bài diễn văn của ông Tập được đăng trên tạp chí lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là tạp chí Cầu Thị. Thời điểm bài diễn văn được phát hành hơn 6 tuần sau Hội nghị Trung ương Đảng cũng không đơn thuần là chuyện tình cờ. Thay vào đó, nó được đưa ra với dự định gửi một lời đe dọa rõ ràng đến các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày đầu tiên của một năm, có thể là năm tự đắc nhất của ông Tập Cận Bình. Và thông điệp đó là hãy đứng vào hàng ngũ trong năm nay, nếu không thì ông Tập đã có giọng điệu thẳng thắn tương tự tại một sự kiện vào đầu tháng 12 năm 2021 khi ông phê chuẩn chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia của chính phủ ông. An ninh quốc gia là một thuật ngữ trong tiếng quan thoại, chủ yếu được dùng để mô tả các mối đe dọa từ bên trong nước đối với tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn là các thách thức quân sự hoặc địa chính trị. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì một cuộc họp của Quốc vụ Viện. Sự tập trung của ông Tập về an ninh của chế độ cũng đưa ra trong một buổi họp hồi cuối tháng 12
có mặt gần như mọi thành viên của Ủy ban Thường vụ của Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cấp cao nhất của Trung Quốc. Ông Tập cũng yêu cầu tất cả những người có mặt cam kết bảo vệ thẩm quyền của cơ chế lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Nói một cách khác, ông đòi hỏi các nhà lãnh đạo Đảng phải chứng minh lòng trung thành cá nhân của họ đối với chính ông. Lời giải thích đơn giản cho việc ông Tập từ chối rời Trung Quốc và sự thúc đẩy lòng trung thành quá mức gần đây của ông là ông Tập nhận ra mình ngày càng dễ bị tổn thương. Đó là cho đến năm 2021, mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đã hạ nhiệt được một thời gian, nhưng tăng trưởng đã chậm lại đáng kể trong những tháng cuối năm ngoái. Có thể theo dõi các áp lực suy giảm này đối với việc quản lý tài chính yếu kém của ông Tập, bao gồm hàng loạt quy định sâu rộng của ông nhằm kiềm chế sự mở rộng vốn đầu tư một cách mất trật tự, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn trong toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc. Các yếu tố khác bao gồm việc đóng cửa các nhà máy như là một phần của chính sách Zero Covid-19, tức là không có Covid-19, cũng như giá nguyên liệu và nhân công tăng cao. Bất kể là nguyên nhân gì, sự chậm lại đột ngột rõ ràng của nền kinh tế đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ. Và đáng lo ngại hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Trung Quốc gần đây đã nhận xét rằng với suy thoái kinh tế, một số vấn đề sâu xa có thể xuất hiện. Đây là hình ảnh các nhà ngoại giao chiến lang của Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình. Một bài phát biểu gần đây của Tập, cựu đại sứ Trung Quốc tại Washington, ông Thôi Thiên Khải, đã thu hút được sự quan tâm lớn trong giới chính trị và ngoại giao của Trung Quốc. Đã sử dụng những từ như bất cần hoặc kém năng lực, ông Thôi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vị thế toàn cầu đang bị xói mòn của Bắc Kinh và khả năng ngày càng tăng của Washington trong việc hạn chế tham vọng của Trung Quốc. Trong một lời chỉ trích gay gắt về cái gọi là ngoại giao chiến lang mà ông Tập đã tung ra, ông Thôi lưu ý Trung Quốc không nên chiến đấu một cuộc chiến mà chúng ta không chuẩn bị, một cuộc chiến mà chúng ta không chắc thắng, một cuộc chiến giận dữ và tiêu hao sinh lực. Cụ thể hơn, ông Thôi đã cảnh báo rằng mỗi đồng lợi nhuận mà dân tộc chúng ta kiếm được đều có sức khó khăn mới có và chúng ta không được để chúng bị cướp đoạt bởi bất kỳ ai hoặc bị tổn thất do sự bất cẩn, lười biếng và kém cỏi của chúng ta. Bản chất ngày càng lộ rõ của chiến dịch thúc đẩy chống tham nhũng bề ngoài của ông Tập cũng cho thấy một đảng dường như đang đối đầu với chính mình. Các cuộc thanh trừng của Mao thường bừa bãi nhắm vào cả những người bạn cũng như kẻ thù không đồng tình với ông ta. Ông Tập cũng thúc đẩy sự trong sạch của đảng, chủ yếu nhằm vào những người kế nhiệm tiềm năng và các đối thủ chính trị của mình. Một trường hợp điển hình đó là trong tuần vừa qua, một bản án tử hình đã được dành cho Đổng Hồng, trợ lý thân cận của Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, một đối thủ của ông Tập. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân đã bị bắt vì nhận tiền hối lộ khổng lồ để thao túng thị trường chứng khoán. Gần đây, một số quan chức cấp cao khác, một số người đã được ông Tập lựa chọn cẩn thận cũng bị cách chức vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến tham nhũng. Trong số này có cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phó Chính Hòa và Phó Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng Trương Vĩnh Thạch. Các quan chức hàng đầu khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm cả cựu Phó Bí thư tỉnh Quý Châu Vương Phú Ngọc và Bí thư thành phố Hàng Châu Chu Giang Dũng cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Trung ương, cơ quan giám sát kỷ luật hàng đầu của Đảng, bắt giữ vì tội tham nhũng. Vẫn chưa rõ liệu ông Tập có loại bỏ Ủy viên Bộ Chính trị nổi tiếng Lật Chiến Thư sau vụ bê bối bất động sản gây tranh cãi liên quan đến con gái của Lật hay không. Chưa kể đến cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trương Cao Lệ, người bị ngôi sao quần vợt Bành Súy cáo buộc tấn công tình dục gần đây. Trong khi cuộc thanh trừng Đổng Hồng phù hợp với vở kịch của Tập, một số cuộc thanh trừng khác đã gài bẫy các quan chức không chỉ do Tập đưa lên mà còn là những người có phẩm hạnh được ông Tập đích thân khẳng định. Những bước phát triển này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Ở mức tối thiểu, chúng ta thấy sau gần 10 năm tại vị, sự lèo lái Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập vẫn là một công việc lộn xộn. Kính mời các bạn xem bản tin ấn tượng Tết Nhâm Dần bỏ chợ ra đường. Thành ngữ đông như chợ Tết đã thành lạc hậu với Tết Nhâm Dần.
Chợ Tết năm nay, người mua kẻ bán lèo tèo đến mức có thể chạy xe máy thong dong trong chợ nếu không bị dân phòng bảo vệ chặn đường. Tác giả Gió Bắc có bài bình luận về lý giải vì sao chợ Tết vỉa hè năm nay ở Việt Nam có vẻ phát triển mạnh thay vì những chợ truyền thống. Các siêu thị ầm ĩ quảng cáo chương trình khuyến mãi nhưng người nghe chủ yếu là các nhân viên đang ngồi gắp vặt. Ngược lại, từ thành thị đến nông thôn, lề đường đã thành chợ. Không chỉ nông dân tự sản tự tiêu nông sản mà cả tiểu thương lẫn các thương lái đã đưa nhiều chuỗi cửa hàng ra lề đường. Trên dọc đường đi, khách hàng có thể mua đủ loại hàng Tết, rau quả, hoa tươi, bánh mứt, thực phẩm tươi sống, hàng công nghệ, vân vân. Bỏ chợ ra đường là ấn tượng rõ nét của Tết Nhâm Dần. Đây là bước tiến hay lùi của xã hội? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh nhiều chủ nhà vườn tâm sự chợ hoa Tết ở công viên 23 tháng 9 năm nay ít khách hơn mọi năm. Buôn có bạn, bán có phường. Trong thời sản xuất tiểu nông xa xưa, ông bà đã có chú ý đến việc tập trung và chuyên sâu hoạt động kinh doanh dịch vụ. Hà Nội nổi tiếng với 36 phố phường chuyên môn hóa các ngành nghề. Sài Gòn nổi tiếng với chợ Bến Thành sang trọng với những chợ đổ mối lâu đời. Tết là cơ hội mua sắm không chỉ cho sinh hoạt Tết mà cho cả năm. Người ta không chỉ ăn uống quả cát mà còn sắm sửa trang trí nhà cửa. Tết và chợ đã gắn liền với nhau và là điểm nhấn mạnh rất quan trọng trong cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người Việt. Chính nhu cầu mua bán quá lớn trong dịp Tết đã phát sinh thêm những chợ đột xuất mang tính thời vụ như chợ Hoa Nguyễn Huệ lừng lẫy một thời, gắn với hoài niệm của biết bao người dân Sài Gòn. Ở mỗi tỉnh thành, huyện thị, chợ Tết cũng là nơi tập trung đông đúc nhất, nên ở nông thôn có lẽ là cứ 26 từ 26, tức là nếu năm đủ là 25 âm lịch, nếu năm thiếu sẽ bán chợ đêm cho đến cuối năm để đáp ứng yêu cầu mua bán không gò bó giờ giấc. Nhiều ngôi chợ huyện ngày thường chỉ bán một buổi sáng, đến Tết đã mở bán 24/24. Tết cũng là cơ hội để nông dân, thợ thủ công tự sản, tự tiêu hàng hóa như hoa kiểm, tranh dân gian, đồ thờ mỹ nghệ, đồ gia dụng thủ công, vân vân. Những hàng hóa này có thể được bày bán ở dọc các đường phố quanh chợ, tạo nên sự sung túc đông vui cho chợ ngày Tết. Đây là những hoạt động thời vụ không chuyên, nhỏ lẻ. Có người mang vài cành mai, vài chậu cúc, vạn thọ ở nhà trồng. Có người đặt cái bàn về tranh cắt bóng. Có những bà già quê bày một gánh bán ôn, bán mứt gừng, mứt me. Thế nhưng Tết Nhâm Dần nổi lên ấn tượng lại khác. Hầu hết các mặt đường, lề đường từ thành thị về đến nông thôn, quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ đều bày bán đủ loại mặt hàng. Đây là hình ảnh dưa hấu bán dọc quốc lộ ở Long An. Người bán không phải là người tự sản tự tiêu tại địa phương mà mua bán chuyên nghiệp từ nhiều nơi khác lẫn nhau. Họ mua hàng từ người sản xuất, nhà cung cấp rồi đem ra lề đường để bán lẻ. Phổ biến nhất là hoa và trái cây ngày Tết. Hai mặt hàng rất thông dụng. Ngoài ra các mặt hàng bánh mứt, thực phẩm chế biến, quần áo, hàng công nghệ phẩm cũng theo chân tiểu thương bỏ chợ chạy ra đường phố. Một thí dụ điển hình là trên quốc lộ 1A, từ ngã ba Thủ Thừa đến cầu Voi, hàng chục năm qua đã hình thành chợ dưa hấu tập trung dài tới hơn 2 km, có khoảng vài trăm gian hàng. Năm nay đã phát sinh thêm hàng chục người khác dựa vào nằm rải rác trên quốc lộ ở những đoạn đường khác nhau. Ở Sài Gòn, sau khi xóa chợ hoa Nguyễn Huệ, thì làng hoa, Gò Vấp, công viên, Gia Định là những nơi chợ hoa tập trung. Nhưng năm nay, người ta có thể mua mai, đào và tất cả các loại hoa ở bất cứ con đường nào của Sài Gòn. Ở nông thôn, có những thớt thịt heo nổi lên đoạn đường trống trải, nhiều bãi đất trống bên lề đường bày bán giày dép, quần áo, hàng nhựa. Với trái cây, hoa kiểng thì khỏi bàn. Cứ 500 thước lại có một bàn bán hoa kiểng, trái cây, hoàn toàn không phải là hàng tự tiêu, tự sản, mà cây kiểng được tạo chuốt hình chuyên nghiệp. Mai thường có mai dáng cổ, mai bonsai, mai tạo hình ngọn đuốc, vân vân. Bông giấy cũng phổ biến, đặc biệt là bông giấy một gốc nhiều màu, cúc tiger, thân cao, trồng trong chậu xi măng, vốn là mặt hàng sang trọng trong các chợ hoa, nay cũng đổ bộ về đồng, nằm rải rác trên mặt đường.
Song song với việc bùng nổ của chợ lề đường là tình trạng thưa thớt, heo hắt của các khu chợ Tết truyền thống. Đây là hình ảnh hàng bán bên trong khu chợ Bà Triệu. Các siêu thị cũng không thoát khỏi tình trạng vắng vẻ, dù cho hệ thống loa nội bộ và các tờ rơi quảng cáo khuyến mãi được chuyển phát khắp nơi. Vì sao có hiện tượng bỏ chợ ra đường như vậy? Hiện tượng này tốt hay xấu cho xã hội? Câu trả lời chính xác xin dành cho các chuyên gia và nhà quản lý. Nhưng trong cái nhìn trực quan cảm tính của người quan sát, xin nêu ra đây vài suy nghĩ. Tình trạng buôn bán nhỏ lẻ đã tạm bợ bên lề đường ở miền Nam chỉ bắt đầu phát sinh thời bao cấp, ngăn sông, cấm chợ. Hoạt động thương mại bình thường bị bóp nghẹt, hàng hóa khan hiếm, đời sống khó khăn, thiếu thốn, nên từ cái áo cũ đến kỷ vật ngày cưới đều có thể trở thành hàng hóa để mua đi bán lại. Một cô giáo hiền thục trên bục giảng buổi sáng có thể biến thành bà bán hàng chợ trời sẵn sàng nanh nọc ứng phó với công an, nhân viên trật tự. Những bà mẹ quê chân chất có thể trở thành con buôn đường dài độn thịt heo, tôm khô vào ngực và bụng để qua mặt quản lý thị trường. Tình trạng mà Đảng và Nhà nước gọi tên là chợ tạm, quán cóc, buôn bán tự phát không tuân theo sự lãnh đạo của Đảng vẫn tiếp tục âm ỉ hoạt động từ ấy đến nay ở mức độ thấp hơn. Nhưng mấy tháng phong thành chống dịch như chống giặc trên toàn quốc vừa qua đã kích hoạt việc mua bán nhỏ lẻ trên lề đường trở lên bùng phát. Đây là hình ảnh bách hóa vỉa hè ở Sài Gòn. Không thể chờ chú bộ đội, bà tổ trưởng đi chợ hộ với giá trên trời với những đơn hàng combo đính kèm. Cần thịt phải mua thêm trứng sữa, cần đường phải tậu rau xanh. Người sản xuất không thể để hàng hóa, nông sản mục nát, thối rữa trong khi chờ nhà nước thu mua để giải cứu được. Người dân phải tự cứu, tự giải quyết ách tắc bằng kiểu mua bán nhỏ lẻ khi đã sinh, đã thành, thói quen thì rất khó diệt. Tết là cơ hội mua bán, lề đường, thành chợ là điều tất nhiên. Nguyên nhân thứ hai để mua bán, lề đường bùng phát đó là cung cách quản lý chặn tận cổ lột sạch của chính quyền Cộng sản. Ngày xưa, chợ Tết được mở rộng phạm vi hoạt động có khu vực riêng cho người tự sản, tự tiêu. Người mua bán thời vụ họ chỉ phải đóng thuế hoa chi mà không phải đóng môn bài như tiểu thương chuyên nghiệp và cố định. Ngày nay, muốn được bán hàng trong chợ Tết thì đủ thứ thủ tục tiền lót tay, thuế phí. Ra lề đường bày bán thật thong dong, nếu là đường phố thì thương thảo với chủ nhà trả nước cho công an khu vực, nếu là nông thôn thì tha hồ vô tư. Trong xã hội ổn định, người tiêu dùng thông minh sẽ ưu tiên chọn mua hàng có thương hiệu, nguồn gốc để yên tâm về chất lượng, giá cả. Nhưng ở Việt Nam, siêu thị vẫn để lẫn hàng điêu, giá cả khi thăng, khi giáng. Bách Hóa Xanh, một trong những hệ thống bán lẻ được ưu tiên hoạt động cung ứng hàng hóa trong mùa dịch, giờ chừng như đã đổi màu, không còn thân thiện, chất lượng và giá cả hàng hóa cũng đã mất quân bình. Đây là hình ảnh chợ cóc, chợ trộm, hộ vỉa hè. Người tiêu dùng không có yếu tố xác đáng để có thể lấy được niềm tin. Chất lượng làm tiêu chuẩn lựa chọn nên đã điền vào chỗ trống bằng tiêu chuẩn thuận tiện và giá rẻ. Đa số người Việt đi lại bằng xe máy nên mua sắm lề đường là thuận tiện nhất. Không phải mất thì giờ, chi phí gửi xe, chỉ dừng xe, chân trên chân dưới là có thể chạm tay vào để chọn hàng. Việc gì phải mất thì giờ vào chợ. Thói quen và niềm tin giao dịch mua bán lề đường hình thành qua mùa dịch đủ tạo niềm tin cho khách hàng yên tâm với các đối tác lề đường. Đứng về khoa học quản lý việc buôn bán lề đường sẽ vô hiệu hoàn toàn các quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Mà lẽ ra phải quản lý theo chuỗi từ nguyên liệu cho đến bàn ăn. Những quy tắc về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, trách nhiệm hậu mãi v.v. của việc buôn bán lề đường cũng là thứ xa xỉ, đừng mơ. Ảnh hưởng kinh tế giảm sút nặng nề trong năm qua, thu nhập người dân nói chung giảm sút. Tiêu chuẩn giá rẻ của hàng hóa lề đường đánh đúng vào nhu cầu số đông của người tiêu dùng nên nó càng làm cho sự lựa chọn ưu tiên. Nói cho cùng, bỏ chợ ra đường là thành quả của chống dịch như chống giặc. Mỗi phường, mỗi xã là một pháo đài, lô cốt của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nó sẽ kéo lùi văn hóa tiêu dùng của xã hội xuống rất nhiều năm vào việc khắc phục. Không phải dễ dàng,
nếu chính phủ thực sự có quyết tâm. E rằng chính phủ đang bận mất mồ hôi vì nhiều việc khác nên nhân dân anh hùng cứ yên tâm mua bán bên lề đường.